Hi, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đến với Câu Đố Việt Nam. Và mình là Henry. Và ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một cái dòng sản phẩm tông đơ trắng viền Gem 751. Một cái dòng tông đơ trắng viền được khá là nhiều anh em thợ tóc sử dụng tại tiệm của mình ha. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng khám phá những cái bộ phụ kiện của chiếc tông đơ này và nêu ra một số cái ưu điểm cũng như là nhược điểm của sản phẩm này. Rồi, mình cũng bắt đầu nha. Intro. Rồi, mình sẽ tiến hành khui hộp sản phẩm này ha. Đây, đây là bên trong của sản phẩm Gem 751. Chiếc tông đơ trắng viền khá là đẹp ha. Đây, chiếc tông đơ trắng viền màu vàng nhìn rất là chuyên nghiệp. Đó. Bên ngoài chiếc tông đơ này thì được bọc bằng một lớp carbon màu vàng. Đó. Và bên trên có thương hiệu Gem được khắc chìm vào tông đơ ha. Rồi nó không có bị nhám. Chiếc tông đơ trong viên khá là đẹp. Và phần lưỡi của chiếc tông đơ này khá là mỏng và sát, giúp cho chúng ta là chấm hoặc là tạo những cái hình ảnh tattoo cực kỳ nét. Và khi chúng ta mà cạo sát da đầu thì rất là mịn, giống như một chiếc máy cạo khô, máy cạo rau cạo ha. Và trước tiên mình sẽ tiến hành tìm hiểu xem những phụ kiện bên trong ha. Đây, đầu tiên sẽ có sách hướng dẫn này. Và theo sẽ là bộ sạc. Cái đốc sạc này khá là giống với đốc sạc của iPhone ha. Rồi, đây là dầu và chổi phủi. Và cuối cùng là bộ ba cử kèm theo. Theo mình thấy thì tông đơ trắng viền thì bộ ba cử này chúng ta rất là ít dùng. Rồi, dòng tông đơ trắng viền. Tông đơ này thì nặng khoảng là 300g. Rồi để mình test động cơ máy ha. Đây, có một cái công tắc càng tròn này. Khi chúng ta bật lên thì nó sẽ có hiển thị phần trăm pin hiện tại. Tông đơ này đang là 97% ha. Phần lưỡi khá là hoạt động khá là êm nói. Chiếc tông đơ này sẽ phù hợp với những anh em thợ tóc mới vào nghề, những học viên đó. Rồi, và ưu điểm của dòng này đó là phần lưỡi khá là sáp và mỏng. Tông đơ thiết kế rất là đẹp. Đó, và công suất của chiếc tông đơ trắng viền này khá là mạnh, lên đến 10W và pin 5V, sử dụng được rất là lâu. Và nhược điểm của dòng này thì dòng này khá là bự ha. Như chúng ta có thể thấy là dòng Anisim Library thì nó nhỏ và cầm rất là vừa tay, dễ dàng trắng viền. Nhưng đối với dòng này thì cầm khá là bự. Nhiều anh em sử dụng không quen thì thấy nó rất là khó cầm. Đối với cái phần vỏ tông carbon này, khi chúng ta cầm vào thì nó không bị bám vân tay ha. Và cũng rất là ít dơ. Và khi chúng ta trắng viền hoặc là cạo sát cạo rồi thì nó sẽ thường xuyên là bám tóc vào hai phần này, cho nên là chúng ta sẽ phải là thường xuyên nhỏ dầu cũng như là vệ sinh tông đơ sạch sẽ mỗi ngày để đảm bảo về hiệu năng hoạt động và cái tuổi thọ của máy ha. Đó. Và anh em thấy dòng tông đơ này như thế nào và anh em nhớ là cho cái nhận xét dưới phần bình luận ha.
Rồi, và những anh em nào muốn mua sản phẩm này thì mình có để đường link của Shopee và website bên dưới, anh em có thể là click và tham khảo ha. Và anh em đừng quên là like, share và subscribe kênh YouTube của Cò Đá Việt Nam để có thể theo dõi những video mới nhất từ shop nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Xin chào.